nó đúng mặt. Một nửa gương mặt là màu trắng trắng, một nửa gương mặt là màu đỏ, một là màu xanh xanh. Nó bị đột biến á. Chủ cũng không biết luôn nữa cơ. Đây là dùng đèn led hay đèn Odyssey đẹp hơn anh? Odyssey 6500 là đẹp nhất nếu mà chơi bu xếp á. Vâng, vâng, không phải còn đổi ha. Lại đang dùng Odyssey 2 bóng. À. Bạn ơi.